ơi, làm hộp quà tặng mini đi ạ. Video nào em cũng thả tim hết rồi. Các bạn gấp đường chéo của hình vuông sau đó cắt hình trái tim nhé. In 24 bức ảnh với kích thước 2,5 x 2,5 cm. Chú ý, lần này gấp đôi hình vuông để cắt hình trái tim nha. Xem tới đây các bạn đã biết cách làm hộp quà tặng siêu xinh rồi. Và đừng quên để lại bình luận muốn tôi làm gì tiếp theo nhé.